cho các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 9 năm đồng token LFT Bitcoin. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng vốn phát hành là 65 triệu. Đã có 1930 tài khoản holder và đã phát sinh 4580 lượt giao dịch nhé. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim adatop.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nha. Rồi sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn để tập tay cho mình. Bước một, các bạn cho chắc quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây, gọi nhấn ok. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chưa đăng nhất của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình, ký hiệu là BTG C, số token 18. Các bạn chấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net, truy cập từ bước 2. Đây rút gọn đây để nhận token. Rồi, chương trình AdaRock sẽ kết thúc vào 50 ngày nữa nha. Và đến Deep Nation Patasurop, nếu bạn có điều kiện thì bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ là 0,03 BNB để nhận mua vào cái đồng token này. Bạn sẽ nhận được 19.500 đồng token này. Được. Bạn ta làm cho bạn nhất phần này nhé. Rồi. Nếu có cái lối ví thì các bạn nhấp tiếp theo và cái lối ký ra là 0,00553 LB thì đây được cái đồng này nhé. Nên xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn nhớ thông tin theo dõi website claim.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí, phần thưởng các phần mới nhất chuyên về bản Balance Blockchain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Balance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch chọn đời nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 15 đồng token BTC. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.